Hello, xin chào các bạn. Nhóm chùa Bryce ngày nắng như mừng hai nhận được các bạn về care for syngonium and propagation. Syngonium podophyllum rưu mùi hai trong mùi tiết đại phía chân cái hai trời mạnh tên cứ arrowhead vine. Dương ảnh dây thay vì cứ arrowhead vine đại xa tại bụi vía vine mà nè ọc nè vía chữ vua bụi ní tờ bốn kê hò khơn rưu mùi vì native to America South and Central America. Bụi vía chất đam đó nơi cả lành đại miên moisture hình khu hồi đấy phía chân nơi mặt đông tật. Xem ra phần lứa bụi vía thời ca anh giới tức anh đam đó cái lành trần mình tên vía anh đam được cái lành phlu medium light to low light đôi nhóm nhẹ ở thì anh hơn chẳng bao nhóm cứ miền variegation của sò chẳng anh ấy cứ bỏ cả chỗ chẳng đam bê trong trên variegation trần vía thời ca phần lứa phlu đam bê trên variegation trần hai tập máu bây giờ ai vía phần lứa phlu nữa. Slug vía có hiện thông này nè ốc nè vì trên slug thông tới đôi ảnh này chẳng nè ốc nè ạ khớn Syngonium podophyllum pink splash đầy nhóm bán ní hay ní cư chìa Syngonium podophyllum variegated variegate nâng ả lâu kê đam đo trần nè tên dễ tư kê vía lờ bấy nè ốc nè variegated phụ ấy vía sát sát nè tên phần tay bởi dương ai vía tư đam nơi medium light to low light medium light có vị ai của bạn đấy phần tay bởi ai hiện ở tập ban phần lưu trắng sắc vía hiện tút hay vía bởi dương mình a variegation type vía nâng hiện bạn variegation hay nâng vía trên sắc bày tòn sốt trẻ xem rạp a pink splash này quên trên tập bốn cứ ban cả chút sát mình tên hay dù tới bê vía sắc vía hiện chạy nhắn vía có khai chỉ bộ bày tòn hiện bày tòn hay áp cả chúng nó trên hiện cầm mày anh ấy có đôi kia đấy dạ xem ra watering one vụ nâng thời ca đây hiện sân nào miễn chất sân nào là hốt bằng tay nhóm water wheel mà tật mà đón tốt ai đây wheel hiện smooth tay ọt smooth tốt ai tay bởi nẹ ọ hẹ đang tha phía chấn bởi nhóm tam đa bởi nhóm nhôm tục ai đây vì hiện smooth vì lửa đó khổm thâu hay nồng sồi tật tỏ mình tái bộ ní nhôm thơ sèn nhôm tục ai vừa từ bay sắp từ cai sắp phía roi smooth thì rất smooth càng lớn tí kể bộ ấy giờ ai đang tham vậy tới bộ nó đo đưa mình tên off vì mà slug muối còn slug muối toàn tranh số bốn mà slug muối chết tranh màu ba đấy chẳng những thời ca supply vừa with water là hồn đảm bảo slug vừa tranh đo chứ mà sạch là o chúng xem rạp đấy bộ năng cho chất đây hiện đại mix cho trên cho bạn sẽ cùng phở đây nè để biếm tắc hay can tắc cho nên năng bộ năng năng miên root rot ở lùi root chẳng hay slug quên năng chặt đam ngót đam ngót năng ngót chẳng hay đây để nhóm phở năng cứ vậy tới nhóm phở đây tịch mạnh tên nè ok nhóm phở cây đốn đốm cây đôn hiện mát hay nâng liệt đầy tịch tuổi nâng nông nâng bộ nâng cho chất đầy hiện xám xám tái ọt càng tắc kể đôi nhầm dưới chẳng chẳng cây đôn vì thợi tắc hồ lươn hói vì nâng càng tắc cho ọp nâng nâng moisture vì mình wet ai biên tắc ai ở lùi rưu viên nâng 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 ọc nè xâm rạp chi vấn bộ nâng ọt cho chất chi chờ nè nâng ai chết lạc việc bán chẳng hạn như phần slow releasing fertilizer và mùi khá nhóm đạn mà đoan là sao slow releasing fertilizer hay bê nhóm đạn mà đoan chẳng nhóm đạn tờ bị bay khóa tam tùm hôn box ở đây mà nhóm xâm rạp anh ấy vẫn nhóm đạn tờ bị bay khóa bằng ta anh ấy nhóm đạn buôn phèm khóa khóc nha chẳng dương mơ tam đấy hay mơ tam hot bọt dương mơ tam tùm hôn bọt đam bọt dương nhóm tăng bởi do viêm máu và hai cả lại chân nam ấy fertilize vừa ban từ mặt đo ngay nè là học nè chẳng vậy tới bỏ fertilize vừa cả ai của họ này phần tay dương give it boost nè của ấy dương khơi vừa min slug đỏ là hồi chẳng có nha chui
boost growth របស់វាហត់តែលឿនសម្រាប់ pest វិញវាមានដូចជា care ដូចជាពីងពីង spider mites mealybug អីហ្នឹងពួកហ្នឹងអត់តាំងពីយកមកមកខ្ញុំអត់មានឃើញបញ្ហាអីជាមួយវាពួកអីឲ្យតែហួរទឹកមកទឹកខ្ញុំនឹង clean ស្លឹកវាខ្ញុំនឹងបាញ់ទឹកសាប៊ូ lemon vinegar ហើយនឹងទឹករបស់យើងហ្នឹងហើយទៅបាញ់វាហើយជូតមួយវាអញ្ចឹងអត់ឃើញមានបញ្ហាភាគច្រើនដើមរបស់ខ្ញុំអត់ស្ូវមានបញ្ហាទាំងអស់ដោយសារតែមកទឹកខ្ញុំសម្អាតវាម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកអរគ្នាអាចឃើញហើយស្លឹកហ្នឹងដើមហ្នឹងវាធំមែនតើនេះវាធំហើយវានឹងចេញពីអាកន្លែងវាត្រូវឡើងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំត្រូវដោថោវាត្រូវកាត់វាហើយបដោះវាថែមសម្រាប់អានេះវិញរឹសវារៀងចាញ់ឯប៉ុន្តែភាគច្រើនដើមរបស់ខ្ញុំឲ្យវារៀង root bound ណាមិនថាឲ្យឫសរបស់វាឲ្យពត់ជុំវិញហើយនឹងចាំខ្ញុំដោថោខ្ញុំចង់ឲ្យ keep ថោវា minimize អ្នកលក់ពេលគាត់លក់មកគាត់ដាក់វានៅលើហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងហើយវាមានដែករុំអាសណាញ់ហ្នឹងណាហើយវាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដកសណាញ់ចេញម្ដងមួយអូស្អីហោមួយទៀតអូខេអ្នកអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំដកដីបានចេញខ្លះហើយដីហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំនឹងទុកដាក់អាក្រោយទៅពួកអីដីល្អមែនតើអ្នកអរគ្នានិយាយទៅភាកច្រើនដីដែលគេលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងគឺដីក្នុងដីល្អហើយអញ្ចឹងយើងមិនបោះចោលវាហើយណាមួយខ្ញុំប្រើ slow releasing fertilizer អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បោះចោលដីហ្នឹងមែននេះ because it's not good for the environment អញ្ចឹងណាអរវិញអរ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 វាឫសវាចូលក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ recommend ឲ្យឡើងលើសណាញ់ឯងវាចាប់ដកចេញយកយូរទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវកាត់វាយើងយកកន្ធ្រៃមកហើយយើងត្រូវកាត់វាកន្លែងឫសហើយនៅក្រោមឫសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវយើងកន្ធ្រៃរបស់យើងហ្នឹងត្រូវសម្អាតជាមួយអាកុលឬមួយលាងមួយសាប៊ូស្អាតហើយចាំយើងយកទៅកាត់ឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវកាត់នៅក្រោមនិយាយទៅវាមានឫសវាមានឫសហាក់មកយើងត្រូវកាត់ក្រោមហ្នឹងអ្នកអរគ្នានេះអញ្ចឹងទី1អូខេផ្លែទៅហើយទី1អានេះបានមកដើមនិយាយទៅបានរុក្ខជាតិថ្មីមកដើមមួយទៀតអានេះដីសាវាតែ elbow វាសង់តែសទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងវាpercentage វាអាចហួសបានប៉ុន្តែវាមានឫសវាមានអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតចឹងហើយខ្ញុំអាចហួសអ្នកអស់គ្នាត្រូវសំខាន់មែនតើពួកអីពេលយើងកាត់វាចេញមកវានឹងមានទឹកពណ៌សហើយអាទឹកហ្នឹងវាគឺសាបអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាប៉ះលើស្បែកយើងបើយើងប៉ះលើស្បែកយើងហើយយើងកុំប៉ះមុខប៉ះមាត់អីវាអាច allergic reaction អីបានអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងដៃ after យើងធ្វើវាហើយនេះទឹកពណ៌សឥឡូវយើងបាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plant អូខេ so យើងបាន10 plant ខ្ញុំនឹងដាក់អាខ្លះខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលដីហ្មងហើយអាខ្លះទៀតដោយអាខ្លះអត់ស្អាតមានឫសចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលទឹកដោយអានេះចឹងឫសវាវែងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាដោះក្នុងទឹកតិចទៀតហើយចាំខ្ញុំដាក់វាចូលដីយ៉ាខ្ញុំនឹងដាំវាសេងដីកន្លែង pot different pot ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាវាដោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងដោះដោយសារវាមានកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងវាអាចពោះបានអ្នកខ្លះគេឃើញអញ្ចឹងគេគាត់បោះចោលហើយយ៉ាអានេះអាចដោះជាដើមថ្មីមួយបាន pop water propagation កាត់បដោះតាមទឹកសូមមែនតើខ្ញុំគាត់ដាក់ចូលទឹកអញ្ចឹងទៅហើយចាំឲ្យឫសវាដោះចេញមកយ៉ាប៉ុណ្ណឹងស្រួលមែនខ្ញុំនឹងប្រើ soil របស់ខ្ញុំដែលលាយ
xẹp xẹp bên bên máu cứ lấy ao mong so nóng nắng đôi nhom vậy trong miền ở cây đông ở đông mát hay đầy tì kệ trong đạn vừa chó thoa mặt đá bởi nhom ní hết nhom đạn mùi mùi mà thô mùi mà thô mùi phần tay lực ní nhom trong ai biết à trong nhom đạn mà thô bảy ok ở lỡ nè ok giờ bàn bốn basically anh ấy bàn pi plant sen tiện nè đây nhom đạn chụp nong tật nè anh ấy muối pi bay and this mother plant cứ buồn nha hay sổ tắc vía đôi hoa mặt đa chân mà tất mặt đoàn chân hay dương thật đặt với cái lành high humidity cái lành flu đôi anh ấy cặp đôi kênh đại anh ấy đặt cái lành flu chân á hay tắc vía có mặt xa đô cho anh về đại xa bê vía nó không tắc chân we release rooting hormone ai đó rước vía nó nặng chân tắc nó xa hormone vía chúng bây giờ đô tắc chuẩn phích hormone với thử và tranh là hột chẳng á chẳng dương mạch đô tắc chuẩn dương còn là bị bệ tắc đô mà đô chẳng có bàn đấy hai bên nét ở kia trong bàn update nơi lơ bộ Syngonium Podophyllum Variegata nâng nè ở kia ai cho tới trong Instagram nhóm bán để nhóm đặt nơi chung môn nâng chẳng á hai nhóm nâng update phụ vía tha phụ vía thơm ở đây hai bên nè nè the interested trong ban plant nâng có ad send message mà nhóm bán đấy hai dương nâng ad dạy kia bán bên nè nâng ở kia miên xùm nua rùm mùi question ấy để trong xua feel free to message mà nhóm tam Instagram rùm mùi in the comment chẳng á có nhóm ad chlai top nâng chùm lại bán đấy. If you guys enjoy this video, please subscribe and like this video. Thank you.